Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam xưa thì có câu thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu chàng pháo bánh chưng xanh. Từ lâu thì món dưa hành đã trở thành một món ăn không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về của người Việt. Vậy thì tại sao dưa hành lại là món ăn không thể thiếu trong những bữa ăn Tết? Câu trả lời đơn giản là vì trong những bữa ăn Tết thì những món ăn nhiều như thịt, cá, bánh chưng, thịt mỡ sẽ làm cho chúng ta rất ngán và một đĩa dưa hành muối sẽ giúp cân bằng hệ tiêu hóa cũng như giúp cho sức khỏe của các bạn thêm tốt hơn. Và ngày hôm nay để có thể chế biến được món dưa hành muối ngon và đẹp mắt thì chúng tôi sẽ phải nhờ đến đầu bếp của khách sạn Movenpick. Quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đến gặp anh Nguyễn Minh Nguyện là bếp trưởng của khách sạn Movenpick. Anh sẽ giúp chúng ta có được một món dưa hành muối ngày Tết thật ngon nhé. Anh Nguyễn này, để muối được món dưa hành thì chúng ta sẽ cần phải đến những nguyên liệu gì vậy? Xin chào các bạn và quý vị. Thực ra để làm muối dưa hành nó là một trong những cái cũng rất là đơn giản và thực ra không thể thiếu được trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Thì hôm nay thì Nguyễn cũng giới thiệu với các bạn cách muối dưa hành. Trước tiên thì đây là hành tươi ạ. Mình chọn những cái củ hành to, trắng, trông rất là đầy đặn này. Sau đó, trước khi mình muối hành thì mình phải cắt hết cái lá của nó đi, mình lấy mỗi phần củ không thôi. Sau đó là cái thành phần phụ của nó là muối. Muối nó là một trong những cái để làm cho nó mặn củ hành cũng như là để muối được củ hành cho nó lên men ạ. Và thứ hai nữa là đường ạ. Thì cái tỷ lệ này thì là muối 2 và đường 1. Bên cạnh đó nó không thể thiếu được đó là nước ấm ạ. Thì mình pha tỷ lệ là 3 nước lạnh và 1 nước ấm. Cái lý do mình pha cái nước ấm này là để cho nó lên men nhanh. Ok, bây giờ chúng ta đã cắt xong ạ. Với củ hành này thì bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ rễ nó, sau đó là chúng ta sẽ ngâm với cả một chút muối trong vòng 3 giờ trước khi mình nán hành ạ. Thì trước tiên thì bây giờ mình sẽ nhặt cái rễ, sau đó là nước chảy. Bây giờ thì cũng đã cắt xong rễ hành ạ. Thì bây giờ tôi sẽ trộn một chút muối vào đây ạ. Chút muối trộn lên, xong đó là sẽ một chút nước vào, mình ngâm trong vòng 3 giờ, sau đó là chúng ta sẽ bóc cái vỏ, ngoài đi trước khi chúng ta cho vào cái chum muối ạ. Và khi bóc vỏ ngoài thì củ hành này sẽ rất là trắng đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tôi thấy là người miền Nam ấy thì họ hay dùng cái củ kiệu đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Kiệu để muối hoặc là để ngâm với mắm. Vậy tại sao họ lại không dùng hành nhỉ? Anh có biết được nhiều về ẩm thực của miền Nam không? Thực ra thì giữa củ hành với củ kiệu nó là một trong những cái anh em với nhau. Tuy nhiên thì củ hành thì nó to hơn và củ kiệu nó phần hành nhỏ, hành non. Đó là một trong những củ hành thì ở người miền Bắc mình nó là một không thể thiếu được trong cái ngày Tết ngày lễ. Với cá nhân mình thích ăn củ hành hơn củ kiệu. Nó thơm hơn và nói chung là dễ ăn hơn. Chắc bởi là chúng ta đã quen thuộc từ thuở ấu thơ rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thì trong lúc chúng ta chờ đợi để cái hành nó ngấu và bóc được cái vỏ thì chúng ta sẽ chuẩn bị muối một, một cái bình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Về truyền thống thì muối vào cái chum hoặc cái vại. Tuy nhiên thì với thời buổi giờ mình có thể muối bất cứ vào cái gì cũng được, miễn là nó đựng được và không cần nén. Ok, thì đây là cái nước thì mình pha với tỷ lệ là 2:1 ạ, à. Có nghĩa là 2 nước lạnh và 1 nước ấm. Muối, hạt ạ, và đường ạ. Thì đây mình sẽ cho vào và trộn đều lên ạ. Thì chung là tôi cũng đã hoàn thiện bóc xong vỏ ạ. Thì bây giờ sẽ cho vào bình để nén ạ. Bình thường thì chúng ta trong khoảng bao nhiêu ngày kể từ khi mà chúng ta muối hành xong thì chúng ta có thể ăn được?
Thực ra với cái hành tươi này 3 đến 5 ngày đã chúng ta có thể ăn được rồi. Thì nó cũng đã có vị chua của nó rồi. Còn như hành mình muối theo truyền thống và mình hành khô ấy, thì như tôi nói là tối thiểu phải 2 tuần, không đến 3 tuần mới ăn được. Ok, chúng ta đã cho bệnh xong rồi ạ. Vâng. Tôi sẽ đậy nắp lại đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thực ra thì chúng ta có cần phải nén nó xuống không? Hay là khi mà bình đã kín như thế này thì chúng ta không cần phải làm Thực ra cái này không cần phải nén. Với cái hành khô thì bắt buộc mình cần phải nén và có một cái vật nặng gì đó đè lên trên để nó nén nó xuống. Và tránh cái bị cái váng lên. Thứ nhất là nó chắc củ hành và thứ hai nữa là nó không bị váng nhiều. Nhưng với cái kiểu muối hành hiện đại này thì cũng không cần nén. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ sau một cái khoảng thời gian rất là ngắn thì với những cái bước làm rất là đơn giản thì tôi đã có thể có một cái bình hành muối như thế này, rất là ngon cho ngày Tết rồi. Và hành này mà ăn cùng với cả bánh chưng xanh hay là món nem rán chẳng hạn thì thật là tuyệt vời. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn 3 món nem rất là đặc biệt của khách sạn Movenpick, đó là món nem hải sản trái cây, món nem truyền thống và một món nem nữa là cái gì anh nhỉ? Nem tôm phượng hoàng. Món nem tôm phượng hoàng rất là lạ. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt tay vào để làm 3 món nem và giới thiệu tới quý vị và các bạn những món nem này mà ăn với hành sẽ rất là tuyệt vời. Anh Nguyễn này, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với món nem, nhưng mà chúng ta sẽ đi từ nem gì nhỉ? Nem truyền thống hay nem hải sản hay là nem phượng hoàng? Thực ra hôm nay mình làm 3 loại nem khác nhau. Nhưng đầu tiên mình làm cái nem cơ bản, nem truyền thống của người Việt cũng như là cái món người ăn Bắc. Rất là quen thuộc dạ, với vâng người Việt, với và bất kỳ ai. Ngày Tết cũng như ngày thường không thể thiếu được với vâng. là cái món nem đấy. Vâng. Thực ra cái thành phần nguyên liệu nó cũng như chị thấy rất là đơn giản. Vâng. Đúng không ạ? Thành phần chính của nó là thịt lợn xay ạ, giá đỗ ạ, nấm tai bèo ạ. Và nấm hương ạ, miến ạ, hành, hành tây và hành hoa, cà rốt ạ, thì trứng. Đó là một trong những thành phần nguyên liệu mình cũng đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ đến khâu trộn vào. Vậy là chúng ta đã cuốn xong cái món nem truyền thống rất là nhanh rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang để làm món nem phượng hoàng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe cái tên thì rất là kêu. Mà tôi đang không biết là nguyên liệu để làm nên cái món nem này thì bao gồm những cái gì vậy? Thực ra thì cái thành phần nguyên liệu của nó rất là đơn giản. Không có gì gọi phức tạp cả. Cái vỏ nem thì mình sử dụng khác cái kia. Vỏ nem kia. Cái này là một trong những cái vỏ nem người ta gọi nó là vỏ nem gió dế ạ. Tôi thấy nó khá là cứng. Đúng rồi, nó cứng và khi chúng ta ăn thì nó rất là giòn. Đó. Thì thành phần nguyên liệu chính của nó là tôm ạ, tôm sú ạ. Và đây thì cái tôm cũng là tôm sú và thịt lợn. Mình băm ra, mình xay ra cùng với cả cà rốt rồi mộc nhĩ, hành tây cũng như là các nguyên liệu, gia vị. Dạ vâng đúng rồi. Và gia vị ở đây thì cũng vẫn là bao gồm nước mắm này, đường này, dạ vâng. bột nêm và một chút hạt tiêu đúng không ạ? Chính xác ạ. Thế thì tôm thì mình bỏ vỏ, mình xẻ nướng bỏ cái đường đường gân, đường phân của nó đi. Vâng. Sau đó mình sẽ xẻ thẳng ra. Thì đây là mình cũng tôi cũng đã trộn sẵn rồi. Vâng. Sau đó thì bây giờ tôi sẽ quấn thôi đúng không ạ? Quấn ạ. Vâng, vậy là chúng ta cũng đã xong món nem tôm phượng hoàng đúng không? Đúng rồi. Rất là đơn giản, tôi nghĩ là đơn giản đến cái mức mà tôi sẽ thực hiện cái món này ngay trong tối hôm nay.
Vâng, và tôi nghĩ là mình cuốn cũng không tệ lắm. Có khi là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang món nem cuốn hải sản trái cây đúng không? Đúng rồi. Vâng, và sau khi mà chúng ta hoàn thành cả ba món nem này thì chúng ta sẽ mới tiến hành rán. Cái nem hải sản trái cây thì cái thành phần nguyên liệu của nó tương đối nhiều. Cầu kỳ. Thành phần chính của nó là hải sản thì mình sẽ có tôm ạ, tôm bằm màu xay ạ, mực ạ. Bên cạnh đó thì các loại trái cây ví dụ như là dưa vàng. Vâng. Rồi là dứa, táo ạ. Chị có thể cho các loại trái cây khác tùy thì tùy thích mình có thể. Nhưng mà chọn. nó có kỵ với bất kỳ một cái loại trái cây nào không? Thực ra thì kỵ thì nó không kỵ. Tuy nhiên thì ví dụ như chuối mình cũng không nên cho, bởi vì bản thân chuối khi mà mình chiên lên thì nó sẽ nhão và nó chảy ra nước. Chính vì thế đó là một trong lý do mình chọn ba loại trái cây để nó hơi kỵ một chút xíu, thì trong quá trình mình chiên thì nó sẽ không bị lát hoặc là chảy nước. Thì hành tây ạ, thì trước tiên thì mình phải xào cái hành tây lên đã. Xào hành tây với cả hải sản. Quý vị và các bạn thấy sao ạ? Đây là sản phẩm nem rán tổng hợp mà trong một cái thời gian cũng không phải là quá lâu thì được. Tôi và anh Nguyễn đã hoàn thành. Và lúc này thì tôi đang rất là muốn thưởng thức cái món nem rán này cùng với cả hành muối nữa. Hành muối của chúng ta thì có lẽ là chúng ta sẽ ăn thử xem là như thế nào được không? Dạ vâng. Hành muối cũng đã sẵn sàng rồi. Vâng vâng. Tôi biết là anh cũng thường xuyên làm món hành ăn hàng ngày. Vì thế mà anh có thể vui lòng lấy một chút hành ra và chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn này. Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là trước mặt tôi đây đang là món hành muối và món nem tổng hợp, bao gồm là nem hải sản trái cây, nem truyền thống và nem phượng hoàng. Và tôi đã mong chờ cái giây phút này suốt từ đầu chương trình đến giờ. Và tôi sẽ thưởng thức nó. Và sau khi tôi thưởng thức nó thì tôi sẽ nói lên là cái vị giác của mình cảm thấy thế nào nhé. Mời anh. Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã thật sự thấy không khí Tết ở ngay đây rồi. Hành ăn với nem rán vừa chống ngán mà lại rất tốt cho cơ thể, cho sức khỏe nữa. Cái món nem tổng hợp như thế này tôi nghĩ rất là dễ làm bằng những cái nguyên liệu dễ kiếm mà tạo ra một cái hương vị rất là đặc biệt. Chẳng hạn như là cái món nem hải sản trái cây chẳng hạn. Tôi tin là nếu như quý vị làm thành công thì đây thực sự là một cái món ăn rất lạ và ngon. Bởi vì cái món nem hải sản này với những hải sản mà quen thuộc rồi, chúng ta thường ăn hàng ngày rồi, có thể sẽ dễ chán. Thế nhưng mà khi mà cuốn cùng với cả trái cây, nó sẽ tạo nên một cái vị thanh. Và thực sự nó là một cái món ăn rất là hấp dẫn mà tôi nghĩ là tôi cũng không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình. Tôi chỉ biết nói rằng tôi rất thích.